Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, những ngày gần đây, lượng du khách, đặc biệt là khách nước ngoài đến tham quan chợ Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp trở lại. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng nên nhiều tiểu thương nơi đây rất phấn khởi. So với khoảng thời gian đầu khi vừa được cho phép hoạt động trở lại, đến nay chợ Bến Thành, một trong những chợ lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có những khởi sắc đáng kể. Trước đó, do dịch Covid-19, lượng khách những ngày đầu hoạt động trở lại không đáng kể. Một số tiểu thương chợ Bến Thành và một số chợ khác đã phải bỏ sạp tìm việc khác mưu sinh. Đến nay, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như trước, nhưng những chuyển biến tích cực này cũng khiến nhiều tiểu thương có động lực để tiếp tục kinh doanh. Mình thấy là bây giờ là lượng khách du lịch bây giờ là cũng khả quan hơn lúc trước dịch, nhưng mà cỡ khoảng chừng 20% thôi. Rồi khách đến là cũng tạo cho tiểu thương này sức sống trở lại đó. Thời điểm khoảng 15 tháng 3 tới nay á, khi mà bắt đầu mở cửa du lịch á, tình hình khách du lịch thì ngày càng tăng. Và hiện nay á, thì là có những cái đợt khá đông. Trung bình á, lượng khách vô chợ một ngày khoảng từ 1.500 tới 2.000. Trong đó thì có khoảng 40% khách là khách nước ngoài. Cái lượng khách như vậy là cũng rất là khả quan, và tôi cũng đã ở đây, ban quản lý cũng có cái phối hợp với các đơn vị du lịch đó, để mà đưa khách tới tham quan chợ. Thì nếu tình hình ổn định như thế này thì trong thời gian tới lượng khách sẽ tăng thêm, thì khả năng là chiều hướng này ngày càng tốt hơn. Chợ Bến Thành đang áp dụng việc kéo dài thời gian hoạt động hiện tại đến 21 giờ và dự kiến thời gian sắp tới sẽ mở cửa đến 22 giờ. Trong thời gian tới, Ban Quản lý chợ Bến Thành kỳ vọng với việc thực hiện những kế hoạch đã đề ra, chợ Bến Thành sẽ lại nhộn nhịp như trước.